Chiều ngày 25 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có buổi tập thứ hai tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở buổi tập này, ngoài 4 cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Kim Thành, Trương Thị Kiều, Bích Thùy và Huỳnh Như chưa kịp có mặt cùng toàn đội, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thiếu vắng tiền vệ Nguyễn Thị Liễu do cầu thủ này đang gặp chấn thương đầu gối và phải đi khám ở bệnh viện thể thao. Ở buổi tập thứ hai, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gia tăng khối lượng tập luyện cho các học trò với các bài phối hợp bóng ngắn, bóng dài. Toàn đội hiện đang duy trì 2 buổi tập mỗi ngày, trong đó buổi sáng tập trung rèn thể lực, còn buổi chiều là các bài tập cùng bóng. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ duy trì 2 buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 31 tháng 12. Ngày 2 tháng 1, toàn đội lên đường đi Cẩm Phả, Quảng Ninh tập thể lực tại đây một tuần trước khi quay trở về Hà Nội để rèn kỹ chiến thuật từ ngày 10 tháng 1.